Chase, đi đón Giáng sinh nha. Chào bạn Thủy BB thông minh, chào bạn Chip, chào bạn Suga xinh đẹp. Bạn phụ nào đi nhỉ? Để đồ Giáng sinh nhé. Cho nó rực rỡ. Đây, đồ mới tuyết. Quần ra. Chị xin mặc đồ Noel xinh đẹp cho Bi nhé. Để bỏ cái này giặt nhé. Mặc áo. Áo cũng cho Noel. Đỏ rực rỡ luôn. Rồi, mặc quần cho Bi nhé. Quần ông già. Đừng làm áo đi nha. Trời, đẹp trai ngay, đứng lại nào, đứng lại đây, chỉnh lại quần áo cho đẹp nha, đẹp trai, để đón Giáng sinh nha. Đi xuống chơi với Chip Suka đây, đi xuống ai với chờ thì vẫn ạ. Xin chào cả gia đình, chào bạn Thủy BB thông minh, chào bạn Chip, chào bạn Suga xinh đẹp. Wow. Xin
xin chào các bạn nhỏ. Xin chào cả gia đình. Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay tôi có rất là nhiều quà để tặng cho các con. Các bạn có mời tao lên nhà được không? Đi mời ông già Noel lên nhà thôi. Đi. Nào lên nhà nào, đi lên nhà thôi. Đi lên nhà nha. Bà Suga với Bibi dùng ông nha. Bà Bibi đi với Suga đi. Rồi, đi ông lên nhà nha. Đi lên cái thông thôi. Đi lên thông thôi. Cái thông nhà con ở đâu? Cái thông nhà em Noel của nhà con để đâu? Đây rồi hả? Cái thông đẹp quá. Cái thông thiệt cho đẹp. Cái thông này ở đâu tụi con có? Bằng khỉ Bibi à. Bằng Bibi à. Đây là con ơi. Đây, quà của con đây. Ta nắm tay con cái này. Bibi ơi. Ông Noel nói Bibi không phải sợ đâu. Ta có nhiều trái cây cho con nè. Ta ôm con nào. Ta ôm. Đúng là một bạn khỉ dễ thương. Bạn khỉ xinh đẹp. Bây giờ các con ngồi đây để ông già Noel phát quà nha. Bạn Bi không được lục lọi nè. Để ông già Noel phát quà nha. Bạn cho Bi ăn quà đi. Quà của Bi này. Thôi, ta có một con gà Noel hình nộm nè. Ta để vô đây nha, cái này tặng cho cả gia đình nha. Cái này nữa, cái này ta để bên này nha. Đó, trang trí nha, cái này trang trí nha. Cái này nữa, nhiều quá. Cái này cho nằm bên này nha. Rồi. Nhiều quà chưa? Ta có rất là nhiều quà nè. Cái này cho con đứng đây ăn quà. Nè, con đứng đây ngoan nha. Con ngoan nha. Ông già tặng quà cho Bibi đó, Bibi quanh tay vào. Quanh tay vào cảm ơn ạ. Không phải sợ, ông già nói em mà. Con ngoan nha, thông minh nha. Yêu thương con nha. Cả thế giới đều yêu con nha. Tiếp theo một món quà đặc biệt nữa dành cho bạn nào. Bạn chiếc dễ thương. Dạ thương, con năm sau con cố gắng học giỏi nữa nha. Chăm ngoan nghe lời ba mẹ không? Rồi, đây tao cũng còn một món quà nữa. Bằng khỉ à, một trái chuối. Không được cắn như thế, để cho mẹ nha. Mẹ đi cắn ra. Bibi ta nghe còn một món quà nữa. Tiếp theo đây. Đây, bạn Suga đáng yêu. Suga chăm ngoan nha. Bằng khỉ ra đây nè. Đây, món quà cuối cùng dành cho bạn Bibi. Bibi bóc quà nha. Quà Bibi trái cây rồi. Nha. Mọi người mình cùng hát bài Giáng sinh nha. Bạn Suga biết hát bài Giáng sinh không? Con hát tặng ông già một bài đi. Bây giờ ông già Noel phải đi tặng quà cho các bạn nhỏ khác. Các con ngồi đây chơi và bóc quà nha. Tạm biệt gia đình. Merry Christmas. Bye bye con. Ông già Noel đi nha. Bye bye các con. Nhà Noel về đây. Mình chiếc xuống mở cửa cho ông già Noel nè. Tiến ông già Noel xuống nha. Bibi chạy ra đón ông già Noel đi. Bằng khỉ đáng yêu, ta bế con nha. Bằng khỉ quá đáng yêu. Bằng khỉ đáng yêu quá. Dạ nó ăn về nha. Năm sau ông già Noel lại tới phát quà cho các bạn nha.
các bạn phải học ngoan nha, học giỏi nha. Ông già bắt tay đi coi nào, các bạn nhỏ ngoan nha. Nhìn lên đi đây, bye bạn nhỏ nha, bye bye con. Ba mẹ đi theo tặng quà cho các bạn nhỏ khác nè. Ok, được rồi, cho con đi theo ta luôn. Ba sẽ cho con đi khắp thế gian này bằng những con tuần lộc. Đi đây. Bye bye, bye bye các con. Bye bye các con. Bye bye các thiên thần nhỏ đáng yêu. Các con học giỏi ngoan, năm sau ông già Noel lại đến tặng quà cho các con nữa nha. Bye bye các con. Trình diễn thời trang cho mọi người xem nào, đi ra chỗ chị Suka nào, đi ra đây nào.
Bibi đi đi, đi đi. Đi từ từ thôi, cô đây cho mày xem nhé. Trời ơi, Bibi có cái khăn mới. Nhìn như hoàng tử luôn. Hoàng tử Bibi, ra đây. Xem một vào nào, Bibi. Xem một vào. Bibi có gối ngủ mới rồi nha. Đẹp quá. Dạ, ra đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã yêu thương và dành cho Bibi rất nhiều món quà từ hôm trước cho tới giờ. Và đây hôm nay ông già Noel cũng đã đến để tặng cho Bibi và Chuka và Chip rất nhiều món quà. Chúc mọi người có một Giáng sinh thật là vui vẻ, ý nghĩa và ấm áp bên cạnh người thân. Merry Christmas nào. Bye bye. Cảm ơn anh em.